chưa? Chưa. Coi chưa? Chưa. 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 Sáng đi ăn sáng trễ quá hết bán bánh mì luôn. Ở Phú Quốc mất hai cái đóng trường. Hai cái đóng trường học bị mất. Đủ mới lên vừa dây cái chung. Coi em không có đá banh nè, em nằm quen ngược cái lại bữa ông kỳ ra. Xong bữa đứng lên tôi về, tôi nói coi vậy không chắc ăn đâu, hồi nó quê giờ. Bị mẹ nó té xuống mà nó lên ăn hiếp mình té, còn đẩy mình một chỗ nữa chứ. Bây giờ qua quýnh bụ. Trời trời, nó tôi mà gặp mà cái tính tôi mà đàn ông mà tôi mà vô bóng đá này chắc Việt Nam mình nó mới bán châu Phi á. Khổ vụ. Mất. Gắp mở nè. Ừ, nhỏ. Gắp lên. Ừ. Gắp mở anh đây. Gắp mở anh đây. Hey. Cái này. Giá mở này. Nhớ em chán không? Cái này nó kêu Việt Nam tối nay thắng mới được chùi. Còn thua là hãy sơn luôn hai cái bàn chân còn lại. Đau lòng quá bà con. Đủ chơi. Xuống sát luôn anh em. Tối nay mà Việt Nam không ăn á là ngày mai. À tối nay chứ tối nay sẽ leo lên cầu hóng gió luôn á. Cái quay xuống bạn chân khô là chân bên này luôn nè. Tay chân luôn á, chân là chân luôn nha. Sao hôm nay Việt Nam ăn có cửa chuồng chạy đông nhau không? Cũng mắc cảnh. Ôi. Ôi. Ô. Có đăng ký khán là A chưa? Ê, tẩy sướng ra đây. Đây, để xe vô nè. Còn có ống trong nữa. Dạ hấp tỏi hả? Ừ, bảo ra ăn. Cha được vậy. Được không, được không? Được. Gõ nó đi. Ủa, con gà này vứt gỏi hả? Hết giờ nó ăn rồi các bạn. Đây, đây là những gương mặt đầu tiên xem đá banh trận chung kết tối hôm nay, trận vô địch ASEAN 2018. AFF Cup năm 2018. Bây giờ sắp vô trận rồi. Anh em mình đang chuẩn bị xem một cái trận đấu oanh liệt. Đúng giờ 10 phút nữa. Sẽ đều đứng sau lưng của các tuyển thủ. Và họ là đối thủ xứng đáng của chúng ta trong trận chung kết này. Việt Nam, Malaysia đó là hai cái tên xuất sắc nhất để góp mặt trong trận đấu. Chúc Việt Nam như được cái ạ. Đâu? Mặt đỏ rồi nè, du lịch cái nỗi gì nhỉ? Rồi, Việt Nam như được, Việt Nam như được. 2, 3, vô! Thôi thôi, thôi kêu là ông bắt không so rồi, đã nắm chắc hai trái rồi. Nắm chắc hai trái. Ba luôn rồi đó. Nãy anh cu nhỏ anh cu cũng đau bốt của hai anh em mình không. Em nó hủy tay sau lông chồng cái chồng hoài. Thôi,
chào cờ, chào cờ. Ma Lai vô địch, Ma Lai vô địch. Thương, thương. Ma Lai vô địch. Thương. La lên, la lên, la lên, la lên. Việt Nam vô địch. À, ừ à. Anh mà tưởng em Ma Lai vô địch là như dao vô đầu rồi. Việt Nam vô địch. Chào cờ. Ờ, thắng đi chào cờ luôn. Ồ đi đái rồi đi chọc cờ. Không, đi đái ta là quốc ta là khoan hát. Con mày mặc áo mà mày ngồi đó, tao đang chọc cờ, thấy không? Chọc cờ đang bạn. Mặc áo này là nó cứ lên áo luôn, phải lộn quá luôn. Ý chơi. Đi trà đá tôi đi chơi lắm không? Anh Phương mày chấp em bắt. Hôm nay rồi chung với hết giờ ăn nhậu mà coi đá banh. Đã rồi, đã rồi. Cho trận đấu ở vòng ngoài. Đó là Việt Nam. Ê, Việt Nam có chấp trái phải không? À, Việt Nam chấp trái phải không? Đã căng nhà căng nhanh đâu mà ảo đây nhanh. Ôi trời ơi, không thiệt luôn. Không vượt không? Ờ, hôm nay nó mặc áo vàng. Mẹ nó thiệt. Cái này vô nó đập nó liền á. Phối hợp. Chuyển vào. Dứt điểm, anh Đức. Cũng không tên gì. Việt Nam là người đáng. Ma Lai đúng không? Là em bắt Việt Nam. Rồi nhưng mà vừa có một cái bốn. Hay quá. Bốn. Rồi rồi rồi. Rồi Việt Nam rồi. Thằng kia không chạy lên luôn. Anh này có gọi về FIFA nghe đổi mẹ nó trong bài đi chứ. Gọi liền đi anh. À, gọi gì FIFA luôn. Cổ động viên cuồng nhiệt nhất ở đây nè. Ô. Hay quá mà hay. Không vô là không vô. Đang dành một sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ số 10. Cái quạt. Giờ Ma Lai chắc Ma Lai tốt. Việt Nam đá không vô bên mình là cái đá không vô ông ảnh là. Giờ Việt Nam dẫn một trái rồi là yên tâm là cái bàn chân này không có sơ lại rồi. Bây giờ muốn chùi không em chùi cho. Chừng nào Việt Nam thắng đi rồi chùi. Thôi bây giờ em đang mong cho thua là em sơn cho anh nhiều thêm. Chưa hết thêm một. Một trái, thêm hai trái nữa. Nãy giờ nãy giờ hết thùng chưa? Hai thanh niên này đang ngồng tay để thử sức. Ở đội mới vậy sao? Ờ, chứ mày ngồi bên đó mày phải ngồi cạnh tao nè. Hiểu không? Vậy sao rồi? Mày đi đó mày chơi sao ngồi? Mày cầm cái thế ông nội. Nó cầm cái thế này ông nội đi giật xuống là đúng rồi. Thế nó cầm cái thế này ông nội tôi giật xuống. Giật xuống. Không được. Từ từ. Anh mày phân giải. Chắc chắn
lấy cái áo vô này là Việt Nam sẽ vô đáy luôn. Hơi cao, hơi cao. Hơi cao. Nó đáy cho bạn. Rồi, dậy luôn nè. Được chứ mặt. Ô, mất dạ. Phúc. Má phạt tư. Vô địch Việt Nam, vô địch Nam. Cảnh này Việt Nam vô địch. Ôm nét lên luôn. Đâu có đâu rồi. Ờ, để ngoài cái đám mà này rồi. Đông quá. Rất tập trung, rất tập trung. Những anh hâm mộ cái Việt Nam rất tập trung. Lấy lụa.
Tiger hôm nay đi bảo mau rồi luôn. Lạc hết rồi. Lạc hết rồi. Cái máy gọi anh à? Quá rồi. Đâu đâu. Quá buồn ơi. Cái này mới bị bắt xe các bạn ơi. Đúng nhỏ luôn, số nhỏ, số nhỏ. Số nhỏ vui lắm này. Quá được. Quên chè không? Quá giờ phải ngủ mới tới trưa ngày mai mới ăn. Bây giờ là kia rồi. Bây giờ là về tan bão rồi, bão đã hết rồi. Đâu có, giờ anh em à, giờ anh em mình kiếm chỗ nào mà ngủ à, ngủ à, tới chiều mai, ngủ về tới chiều mai đi xong mày dậy chiều mai kìa. Đâu, tại mớm đâu. Ở đây còn lại. Ơi, giờ kiếm nhà nghỉ mình ghé mình ngủ à, để mai chiều mai mình dậy mình ăn chè. Sáng ăn chè nó mới ngon. Chè nó ngon mày. Mệt quá anh em ơi. Mới vừa đi bão xong về rất là mệt. Bây giờ là 1:30 sáng rồi, rất là phê. Sau trận này là ngày mai mình được rửa móng chân rồi, chứ không là sơn hết hai bàn tay hai bàn chân luôn á. Nhưng mà khổ một cái là Việt Nam ăn, cho nên chắc ngày mai là mình phải đi ra cầu ngắm mây ngắm gió rồi. Khổ quá khổ. Để giải cho anh em cho vui thôi, chứ thật ra là cho anh em á, chứ mấy cuốn sổ nó như mấy cái tấm tiền nó không có liên quan gì tới cái vấn đề đá banh này đâu. Tại mình không có cá độ, mình hồi đó giờ mình không có chơi cá độ. Cảm ơn anh em đã xem cái video này và chúc anh em một ngày vui vẻ. Nhớ nếu mà các bạn, anh em nào mà thích cái video này thì có thể bấm vô đăng ký theo dõi và nhớ like, share bài này nếu như anh em thích nha. Comment ở dưới để cho mình biết là anh em đã xem. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Bye bye.